em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập học kỳ 1. Ở tiết ôn tập trước thì cô đã ôn tập xong phần lý thuyết cũng như là phần bài tập, và có một số nội dung mà các bạn còn thắc mắc thì trong tiết học này cô sẽ giải đáp. Về ý nghĩa vị trí địa lý của khu vực Tây Nam Á thì khu vực Tây Nam Á nằm ở ngã ba của ba châu lục, đó là châu Á, châu Âu và châu Phi. Có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, giao thông và quân sự. Tại sao khu vực Tây Nam Á tuy nằm sát biển nhưng lại có khí hậu khô và nóng? Đó là do khu vực Tây Nam Á có đường chí tuyến Bắc đi qua giữa lãnh thổ, quanh năm chịu ảnh hưởng của khối khí nhiệt đới khô. Ngoài ra còn có địa hình núi cao và sơn nguyên phân bố ở rìa phía Nam đã ngăn cản các khối khí ẩm từ biển thổi vào, làm cho khí hậu của vùng thêm phần khắc nghiệt. Về khu vực Nam Á thì khu vực Nam Á bao gồm có 7 quốc gia, bao gồm có Pakistan, Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Bangladesh. Đây là 5 quốc gia thuộc phần đất liền. Sri Lanka và Maldives. Đây là 2 quốc gia thuộc phần hải đảo hay còn gọi là các quốc đảo. Tại sao ở phía Tây Bắc của khu vực Nam Á lại hình thành nên hoang mạc Tha? Giải thích, vì ở đây có đường chí tuyến Bắc chạy qua, nằm ở vị trí khuất gió và có khí hậu khô hạn, nhiệt độ cao và ít mưa. Về khu vực Đông Á, khu vực Đông Á sẽ bao gồm có 2 bộ phận. Đó là phần đất liền và phần hải đảo. Phần đất liền bao gồm có Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Phần hải đảo bao gồm có quần đảo Nhật Bản, đảo Đài Loan và đảo Hải Nam. Các quốc gia ở khu vực Đông Á bao gồm có Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc. Đây là 3 quốc gia thuộc phần đất liền. Và Nhật Bản. Đây là quốc gia thuộc phần hải đảo. So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa sông Hoàng Hà và sông Trường Giang. Về điểm giống nhau, sông Hoàng Hà và sông Trường Giang đều bắt nguồn trên Sơn Nguyên Tây Tạng, chảy về phía đông và đổ ra các biển thuộc Thái Bình Dương. Ở phần hạ lưu thì cả hai sông này đều bồi đắp tạo nên những đồng bằng rộng lớn màu mỡ. Nguồn cung cấp nước cho hai con sông này là do băng tuyết tan và mưa gió mùa vào mùa hạ, đều có lũ lớn vào cuối hạ đầu thu. Còn điểm khác nhau về sông Hoàng Hà có chiều dài khoảng 4.845 km đổ ra biển Hoàng Hải, và ở phần hạ lưu thì bồi đắp tạo nên đồng bằng Hoa Bắc. Sông Hoàng Hà thì có chế độ nước thất thường. Còn về sông Trường Giang, chiều dài khoảng 5.800 km dài hơn sông Hoàng Hà, đổ ra biển Hoa Đông. Và phần hạ lưu thì sông Trường Giang tạo nên đồng bằng Hoa Trung, có chế độ nước tương đối điều hòa. Hướng dẫn về nhà, các em sẽ coi lại nội dung của các bài giảng từ bài 9 đến bài 12 và 2 bài ôn tập gồm có 2 video bài giảng, nội dung trong sách giáo khoa để làm bài kiểm tra cuối học kỳ 1 theo lịch kiểm tra của nhà trường.